Kính chào quý vị và các bạn, chương trình góc nhìn khán giả của VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội báo Xuân Ất Mùi 2015 khai mạc sáng ngày 7 tháng 2 năm 2015. Đây được coi là hội báo xuân lớn nhất từ trước tới nay cả về quy mô tổ chức lẫn nội dung trưng bày. Ghi nhận của khán giả Trịnh Thu Hương có số điện thoại 0969 và số cuối 693. Trong đợt ra quân cuối năm, chỉ trong 30 phút, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng chục trường hợp có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Phản ánh của khán giả Văn Nguyễn có số điện thoại 0963 3 số cuối 369. Tại chợ đêm thành phố Bạc Liêu, các gian hàng bày bán tràn lan đang khiến giao thông bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Phản ánh của khán giả Nguyễn Hoàng có số điện thoại 0123 3 số cuối 760. Hiểm họa khôn lường khi một số hộ dân ở xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An đang trồng gốc tro leo theo các đường dây điện. Clip do khán giả Dương Đức có số điện thoại là 0976 3 số cuối 719 cung cấp. Được mùa trúng giá, các vườn táo chữ quả ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng đang giúp nông dân thu lãi hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng. Chia sẻ của khán giả Minh Trung có số điện thoại 0973 3 số cuối 847. Lần đầu tiên có mặt tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, những chậu tiểu mai nhỏ xinh có xuất xứ tại Đồng Tháp đã rất hút khách. Ghi nhận của khán giả Phù Tô có số điện thoại 0917 3 số cuối 880 và khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào 9 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2015, Hội báo Xuân Ất Mùi 2015 với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Vận hội mới của đất nước đã được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, đường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Khán giả Trịnh Thu Hương có số điện thoại là 0969 3 số cuối 693 cho biết, đây được coi là hội báo xuân lớn nhất từ trước tới nay, cả về quy mô tổ chức lẫn nội dung trưng bày, với sự tham gia của 65 đơn vị báo chí, tổ chức hội ở Trung ương và địa phương, cùng với 120 gian trưng bày các sản phẩm báo chí khác nhau. Tham gia hội báo xuân năm nay có 65 đơn vị báo chí, tổ chức hội ở Trung ương và địa phương với 120 gian trưng bày các sản phẩm báo xuân, báo Tết truyền thống và giới thiệu về bức tranh tổng thể của báo chí cách mạng. Đồng thời cũng tổng kết thành tựu một năm xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, những kế hoạch tương lai hướng tới giai đoạn phát triển mới của đất nước. Hội báo đã thu hút được rất nhiều hội nhà báo từ các tỉnh xa về tham gia, cũng như rất nhiều lượng khách đến tham quan. Có mặt tại ngày hội này, khán giả Trịnh Thu Hương cho biết là chị thấy đặc biệt ấn tượng với gian toàn cảnh báo chí Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện có diện tích khá lớn, được thiết kế theo hình dáng chữ S của đất nước. Theo chị Hương được biết, trong Hội báo Xuân Toàn quốc năm 2015, ban tổ chức sẽ bình xét chấm điểm và trao giải cho gian trưng bày ấn tượng và ấn phẩm đẹp nhất. Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội báo Xuân Ất Mùi 2015 còn diễn ra một số cuộc tọa đàm báo chí, giao lưu báo chí với công chúng và các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân đến thăm Hội báo Xuân. Khán giả Trịnh Thu Hương cho biết, Hội báo Xuân toàn quốc này được tổ chức 5 năm một lần nhằm quảng bá, tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ và những thành tích lớn của báo chí Việt Nam, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của nền báo chí cách mạng, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của người dân. Hội báo này sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 2 năm 2015. Đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7 tháng 2 năm 2015, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC67 Công an TP HCM đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông, đồng thời tăng cường tuần tra phòng chống đua xe trái phép. Khán giả Văn Nguyễn có số điện thoại là 0963 3 số cuối 369 đã ghi lại được một số hình ảnh về công tác này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây.
Tại đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng trung đoàn cảnh sát cơ động thành phố, cảnh sát 113 tổ chức chốt chặn, kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, ngăn ngừa các đối tượng thường xuyên tụ tập gây rối, đua xe trái phép. Chỉ trong vòng hơn 30 phút, lực lượng chức năng đã mời gần 20 trường hợp người điều khiển phương tiện vào kiểm tra và đều có dấu hiệu vi phạm. Khán giả Văn Nguyễn được biết, theo thống kê, từ ngày 22 tháng 12 năm 2014 đến cuối tháng 1 năm 2015, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an TP.HCM đã xử lý gần 1.900 trường hợp vi phạm điều khiển xe có nồng độ cồn vượt mức quy định. Riêng trong 10 ngày cuối tháng 1 năm 2015, đã xử phạt 364 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Theo khán giả Văn Nguyễn, thì việc xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông do rượu bia, phòng chống đua xe trái phép là nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày cuối năm. Được biết, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ liên tục tiến hành công tác tuần tra, cắm chốt công khai để xử lý người vi phạm quy định về nồng độ cồn, đặc biệt trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Chợ đêm thành phố Bạc Liêu tọa lạc trên đường Ngô Gia Tự, phường 3 hoạt động từ 16 giờ đến 23 giờ hàng đêm và đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm của đông đảo người dân cũng như là khách du lịch. Tuy nhiên, theo phản ánh của khán giả Nguyễn Hoàng có số điện thoại là 0123 3 số cuối 760 thì hoạt động kinh doanh buôn bán thiếu sự kiểm soát ở khu chợ này đang khiến cho giao thông tại đây bị cản trở. Chợ đêm thành phố Bạc Liêu tọa lạc trên đường Ngô Gia Tự, phường 3 thành phố Bạc Liêu, hoạt động từ 16 giờ đến 23 giờ hàng đêm. Do chợ này nằm ngay ngã tư giáp với hai con đường Bà Triệu thuộc phường 3 và đường Cách Mạng thuộc phường 1, nên phần nào đã gây cản trở giao thông cho các phương tiện di chuyển từ đường Bà Triệu và Cách Mạng. Nguyên nhân phần lớn là do các hộ kinh doanh từ hai đầu chợ đem hàng hóa ra bày bán sát mé lộ của hai con đường Bà Triệu và Cách Mạng. Những ngày cận Tết này, lượng người đi mua sắm tăng cao nên tình trạng giao thông tại đây càng trở nên lộn xộn. Mọi người vô tư đi lại qua đường. Người mua chạy xe dừng ngay dưới lòng đường để vào mua sắm. Còn người đi bộ qua đường như trốn không người. Để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người tiêu dùng, các tiểu thương sẵn sàng đem hàng hóa lấn ra đường để bày bán như thế này. Khán giả Nguyễn Hoàng bức xúc phản ánh, việc nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng là điều chính đáng, nhưng cách mọi người đi mua sắm cộng với việc các hộ kinh doanh bày hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường đã gây cản trở giao thông và đôi lúc là kẹt xe do có những người vô ý thức đậu xe giữa đường và những người đi bộ một cách tùy tiện. Anh Hoàng còn cho biết là tuy chợ đêm thành phố Bạc Liêu có bảo vệ, nhưng mà lực lượng bảo vệ này thì chưa làm tròn nhiệm vụ của mình khi mà không nhắc nhở người dân thực hiện theo quy định. Thỉnh thoảng chỉ thổi còi có lệ. Gửi phản ánh tới chương trình, khán giả Nguyễn Hoàng hy vọng là lực lượng chức năng tại khu chợ này sẽ chấn chỉnh lại việc bày bán hàng hóa tràn lan như hiện nay để đảm bảo an toàn cho người đi đường cũng như là người dân khi mà tới đây mua sắm. Trong một lần đi công tác tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, khán giả Dương Đức có số điện thoại là
0976 3 số cuối 719 đã vô tình bắt gặp các hình ảnh phản cảm và đặc biệt nguy hiểm tại các cột đường điện trước cửa nhiều hộ gia đình ở xã Quỳnh Hồng. Đó là việc người dân ở đây đang tận dụng dây điện để làm giàn leo trồng gốc. Anh Đức đã ghi lại một số hình ảnh và gửi tới phản ánh cùng chương trình Góc nhìn khán giả. Ai chứng kiến cũng không khỏi lo ngại trước cảnh tượng cột điện với hệ thống đường dây điện trần và xung quanh được trang trí bằng các loại cây dây leo như thế này. Cây gốc này chắc hẳn đã trồng ở đây khá lâu, cành lá vươn dài, thậm chí là đã ra trái, treo lủng lẳng trên đầu người đi đường. Không chỉ đường dây, mà cả cây cột điện cùng những hộp công tơ cũng bị dây leo quấn quanh như một mạng nhện đang giăng sẵn, có thể gây nguy hiểm cho bất cứ ai. Theo quan sát của khán giả Dương Đức, trong số những cây dây leo được người dân trồng ở đây thì cây gốc là cây chiếm phần chủ đạo. Đa số nhà nào cũng trồng từ 1 đến 3 cây và đều trồng xung quanh các bờ tường và có đường dây điện đi qua. Điều khiến anh Đức lo ngại hơn đó là hệ thống đường dẫn điện lại nằm bên lề đường nên là rất nguy hiểm cho những người đi đường. Vì lỡ may khi mà thân cây gốc xà xuống đường thì sẽ ảnh hưởng tới người tham gia giao thông. Theo anh Đức, được các hộ dân cho biết thì do diện tích đất ít nên là người dân đã tận dụng trồng các cây dây leo ngay tại các bờ tường và dưới các cột điện nhằm cho cây được vươn xa hơn và cho nhiều quả hơn. Khán giả Dương Đức cho rằng việc làm này của người dân là vô cùng nguy hiểm, không chỉ cho người đi đường mà chính bản thân họ là người sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn cả bởi vì có thể xảy ra nguy cơ bị điện giật bất cứ lúc nào. Gửi clip tới cho chương trình, khán giả Dương Đức hy vọng những hình ảnh phản cảm và nguy hiểm như trên sẽ sớm bị dẹp bỏ để không xảy ra tai nạn đáng tiếc nào. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Mùi, thương lái đổ về các vườn táo trĩu quả ở phường Bằng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, thu mua nhộn nhịp để chuyển hàng vào phố bán. Năm nay thời tiết thuận lợi, người dân nơi đây phấn khởi khi mà táo trúng mùa được giá. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đặt chân đến làng táo Bằng La qua clip của khán giả Minh Trung có số điện thoại là 0973 3 số cuối 847 đã chia sẻ cùng chương trình. Thế là ý là bà con mình thì trước kia nó là dụng muối mà. Nhưng mà làm dụng muối thì nó không được, mà 2000 làm muối nó bất. Đây là hình ảnh về vườn táo trĩu quả đang ngả màu vàng nhạt, chờ tay người hái của gia đình bà Đỗ Thị Liên ở tổ dân phố Điện Biên, phường Bằng La. Nắp ao đi, chưa? Nắp ao đi xong rồi. Nhà bà trồng 70 gốc táo từ năm 2004. Với giá bán bình quân là 20.000 đồng một kg, vụ táo năm nay, gia đình bà đã kiếm 60 triệu đồng từ gần 3 tấn táo thu hoạch. Không chỉ bán táo của nhà, bà Liên còn thu mua táo của hàng xóm rồi trở vào nội thành Hải Phòng bán kiếm lời. Nhờ có cây táo từ 2006 đến giờ thì nói chung bà con ở phường Quảng Nam mình là nói chung là cái cuộc sống cũng là thay đổi chút ít. Trước kia thì nó cũng vất vả nhưng mà nhờ có cây táo thì bà con mình thì là cũng là có bắt cơm ăn và có tiền để đôi khi là no cho con ăn học đại học hoặc là xây nhà hoặc là no cho con đi lao động nước ngoài. Táo ở Bằng La được rất nhiều người dân đất cảng ưa thích bởi có vị ngọt thanh, giòn, thơm, mọng nước mà hiếm loại táo ở nơi nào có được. Về mảnh đất ven biển dịp này sẽ thấy cảnh những chiếc xe máy chở táo đi lại tấp nập dọc con đường dẫn vào vườn táo. Buổi trưa ở Vương quốc táo Bằng La vẫn không nghỉ. Tiếng thu mua, cân hàng, xen lẫn với tiếng nói cười dưới những gốc táo.
trong sân nhà bà Liên, mấy người đang thoăn thoắt phân loại đống táo để cho kịp theo xe vào phố. Qua tìm hiểu, khán giả Minh Trung được biết táo được trồng phổ biến ở Bàng La cách đây khoảng 8 năm. Tổng diện tích trồng táo trên địa bàn hiện nay là 70 hectare. Theo người dân nơi đây cho biết thì táo Bàng La đắt khách là nhờ vào vị thơm ngon, an toàn, không có thuốc kích thích. Hơn nữa hiện nay với những cảnh báo về tồn dư chất hóa học độc hại trong hoa quả Trung Quốc, nên dịp Tết thì nhiều gia đình ở Hải Phòng chọn mua hoa quả trong nước, đặc biệt là táo Bàng La về ăn chơi. Anh Trung còn được biết là tháng 10 năm 2014, cây táo của địa phương này đã được thành phố Hải Phòng cho phép chỉ dẫn địa lý và bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân phường Bàng La đang xây dựng kế hoạch thành lập câu lạc bộ dành cho những người trồng táo, thiết kế bao bì đựng táo để bảo vệ thương hiệu. Theo ghi nhận của khán giả Minh Trung, cây táo và cà chua là cây chủ lực của Bàng La đã giúp cho bà con thoát nghèo, có của ăn của để. Điển hình như gia đình ông Đặng Bá Hằng, 58 tuổi, ở tổ dân phố Điện Biên là hộ trồng táo nhiều nhất phường Bàng La với diện tích 2 mẫu có 200 gốc. Năm nay được mùa nên là đến giờ thì nhà ông Hằng đã thu hoạch được gần 11 tấn táo, bán được hơn 200 triệu đồng. Gia đình ông Hằng được chọn làm đại diện cho phường Bàng La mang táo đi giới thiệu tại hội chợ hàng nông sản mùa xuân tổ chức ở Cung Văn hóa Việt Tiệp sắp tới. Anh Trung chia sẻ, táo Bàng La ngon nức tiếng ở Hải Phòng lại được trồng bởi những diêm dân chính hiệu như là ông Hằng, bà Liên. Bà con gọi vui với nhau là táo muối là vì ở nơi trồng táo hiện nay, trước kia từng là cánh đồng muối trắng mặn chát và cả những mồ hôi nước mắt cho những năm trắng tay do bão gió như cuối năm 2012. Nhiều người tìm đến tận vườn để mua, mang đi làm quà cho người thân bạn bè ở Quảng Ninh, Hà Nội hay là Hà Nam. Thậm chí thì một vài người làm ăn trong miền Nam không về ăn Tết được cũng đã gọi điện về nhờ gửi táo theo xe khách vào để vơi đi nỗi nhớ hương vị quê nhà. Những ngày gần đây, tại sân chợ Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang đang đón những chuyến xe chở những chậu cây mai nhỏ sẵn sàng đón Tết. Hầu hết những cây này chưa ra hoa để chờ đúng dịp Tết đến hoa nở là đẹp. Hàng ngàn cây tiểu mai được sắp xếp ngay hàng thẳng lối thu hút nhiều khách hàng đến tham quan và mua sắm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh mà khán giả Phù Tô có số điện thoại là 0917 3 số cuối 880 và khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại là 0914 3 số cuối 904 đã ghi lại được. Chợ Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang những ngày cận Tết năm nay mang một diện mạo có phần khác lạ so với mọi năm bởi sự xuất hiện của hàng nghìn cây mai mini mang dáng bonsai với những cánh mai vàng rực rỡ. Những chậu mai này là mai ghép có xuất xứ từ thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp, tuổi từ 1 đến 4 năm, kích thước nhỏ và có giá thành rẻ hơn nhiều so với những chậu mai cảnh lớn. Mai có hai loại là mai vàng và bạch mai. Bạch mai hiếm và số lượng ít hơn mai vàng. Cây cao từ 20 đến 40cm, giá dao động từ 100 đến 500 nghìn đồng. Tiểu mai lâu tàn và nở ra bông năm cánh to đều rất đẹp. Loại mai này ra đáp ứng cho thị trường là tại cũng ổn kinh tế của người dân là khó khăn quá nên là con cũng nghiên cứu loại mai này đó phù hợp túi tiền người dân, nhà trọ hay là chung cư gì người ta cũng đều chơi được, hay là người ta mua về làm quà ở Ngộ Bác hay là ở đâu đó mình đáp ứng cho người ta có cây mai vàng chơi mấy ngày Tết. Hầu hết các cây đều có nụ nhỏ xinh nên người mua không cần lo lắng mai sẽ nở trước Tết. Người dân đến chợ Vĩnh Hải mua sắm đều rất tò mò và tỏ vẻ thích thú trước những chậu mai mini này. Mai này tôi rất thích hợp với bản thân tôi vì nó nở là nó nở chùm, nó tụ hoa. Chứ trước đây như tôi thường chơi là mai Khánh Hòa ở Duyên Khánh, nó sẽ nở rời rạc hơn. Đó là giống mai truyền thống nhưng mà nó nở rời rạc, nhưng mà hoa thì thấm hơn, đỏ thấm hơn. Mai này thì nở tụ. Cho nên bây giờ làm cho người dân bây giờ thì người ta thích, nó biểu tượng cho cái sự làm ăn nó sẽ tụ hình, cũng giống như sẽ tồn tại, sẽ thành đạt hơn.
Hiện tại ở Nha Trang thì mới chỉ có địa điểm chợ Vĩnh Hải là xuất bán loại tiểu mai. Theo khán giả Vũ Văn Hội thì cây tiểu mai này rất thích hợp với những nhà có không gian nhỏ nhắn như là chung cư, nhà trọ. Hơn nữa với giá thành vừa túi tiền, chắc chắn là nó sẽ được nhiều người dân lựa chọn mua về trang trí nhà cửa trong dịp Tết. Còn khán giả Phù Tô thì lại nhận thấy sự xuất hiện của loại tiểu mai này đã làm đa dạng thêm thị trường chơi hoa Tết năm nay. Loại mai mini này hứa hẹn sẽ đáp ứng được nhu cầu mua hoa ngày càng khó tính của người chơi hoa. Còn bây giờ phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những clip đã phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Vào 9 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2015, Hội báo Xuân Ất Mùi 2015 với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Vận hội mới của đất nước đã được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam. Đây được coi là Hội báo Xuân lớn nhất từ trước tới nay cả về quy mô, tổ chức lẫn nội dung trưng bày với sự tham gia của 65 đơn vị báo chí, tổ chức hội ở Trung ương và địa phương, cùng 120 gian trưng bày các sản phẩm báo chí khác nhau. Clip do khán giả Trịnh Thu Hương có số điện thoại 0969 và số cuối 693 cung cấp. Đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7 tháng 2 năm 2015, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC67 Công an TP.HCM đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông, đồng thời tăng cường tuần tra, phòng chống đua xe trái phép. Chỉ trong vòng hơn 30 phút, lực lượng chức năng đã mời gần 20 trường hợp người điều khiển phương tiện vào kiểm tra và đều có dấu hiệu vi phạm. Phản ánh của khán giả Văn Nguyễn có số điện thoại 0963, 3 số cuối là 369. Chợ đêm thành phố Bạc Liêu tọa lạc trên đường Ngô Gia Tự, phường 3, hoạt động từ 16 đến 23 giờ hàng đêm và đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm của đông đảo người dân cũng như khách du lịch. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh buôn bán thiếu sự kiểm soát ở khu chợ này đang khiến giao thông bị cản trở khi hàng hóa bày bán tràn lan ra đường, người mua thì dừng đỗ xe trái phép. Phản ánh của khán giả Nguyễn Hoàng có số điện thoại 0123, 3 số cuối là 760. Một số hộ dân ở xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An đang trồng gốc cho leo theo các đường dây điện. Những mớ dây điện trần vốn đã nguy hiểm, nay lại được các thân cây cuốn quanh, thậm chí còn có quả trèo lủng lẳng trên đầu, khiến người đi đường không khỏi lo ngại tai nạn điện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phản ánh của khán giả Dương Đức có số điện thoại 0976, 3 số cuối là 719. Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Mùi, thương lái đổ về các vườn táo trĩu quả ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng thu mua nhộn nhịp để chuyển vào phố bán. Năm nay thời tiết thuận lợi, người dân nơi đây phấn khởi khi táo trúng mùa được giá. Chia sẻ của khán giả Minh Trung có số điện thoại 0973, 3 số cuối là 847. Những ngày gần đây, tại sân chợ Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang đang đón những chuyến xe chở những chậu cây mai nhỏ sẵn sàng đón Tết. Hầu hết những cây này chưa ra hoa để chờ đúng dịp Tết đến, hoa nở là đẹp. Hàng ngàn cây tiểu mai được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, thu hút nhiều khách hàng đến tham quan và mua sắm. Ghi nhận của khán giả Phù Tô có số điện thoại 0917, 3 số cuối 880 và khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0914, 3 số cuối 904. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị từ chương trình. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD05i kèm theo 3 tháng thuê bao do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số VTC Digital tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh chia sẻ cùng chương trình, quý vị có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến số điện thoại 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.